quý vị đồng hương đừng quên đến trung tâm Eden Center. Xin kính chào quý khán thính giả của chương trình NPR. Trong chương trình hôm nay, trong phần bình luận, chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị bài viết của giáo sư Heather Cox Richardson, chuyên giảng dạy về chính trị học và cũng là một sử gia, với cái nội dung mà chúng tôi tạm đặt cái tựa đề là Trump tiếp tục mất phiếu và tốn tiền khi mà càng nói bậy một cách điên cuồng. Trong ngày thứ ba vừa qua, có 5 tiểu bang đã tổ chức vòng bầu cử sơ bộ là Florida, Kansas, Ohio, Illinois và Arizona. Theo lẽ thường, đây có thể coi là một ngày thứ ba trọng đại, tuy nó không có lớn bằng ngày thứ ba Super Tuesday, nhưng mà cũng có đến 3 tiểu bang lớn và đông dân, cho nên nó phải thu hút đông đảo cử tri đi bỏ phiếu để đánh giá xem những ai là ứng viên sáng giá và có nhiều triển vọng được đảng lựa chọn để ra tranh cử năm nay. Thông thường thì cuộc bầu cử tổng thống ở vòng sơ bộ chỉ thực sự gây chú ý đối với cái đảng nào không có nắm quyền tại tòa Bạch Ốc, bởi vì vị tổng thống đương quyền coi như không có một người nào trong cùng đảng ra đối đầu. Nhưng mà ở bên phía đảng đối lập thì luôn có rất nhiều người muốn nhập cuộc để mong có cái cơ hội, và đó là trường hợp của đảng Cộng Hòa năm nay. Tuy nhiên, lần này lại có một cái sự kiện hy hữu chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử, đó là chỉ có một ứng viên duy nhất là Donald Trump, từ nhiều tháng qua đã được đánh giá như là một người vượt xa tất cả các ứng viên khác trong nội bộ đảng Cộng Hòa. Và điều này cũng đã được xác định sau cái kết quả cuộc bầu cử sơ bộ trong ngày Super Tuesday diễn ra cách nay hơn 2 tuần lễ, sau khi mà ứng viên còn lại là bà Nikki Haley cũng đã tuyên bố bỏ cuộc. Do đó, cuộc bầu cử vòng sơ bộ bên đảng Cộng Hòa coi như không còn có cái điều gì đáng chú ý khi mà Donald Trump đã vượt qua đủ đa số phiếu đại biểu trong cái kỳ đại hội đảng vào mùa hè tới đây để trở thành ứng viên chính thức của đảng, cho dù là có khoảng gần 20 tiểu bang khác chưa có thực hiện những cuộc bầu cử sơ bộ. Tuy vậy, nhiều chuyên gia cũng dựa vào kết quả những cuộc bầu cử vừa diễn ra để thẩm định về những điểm mạnh và điểm yếu của Donald Trump, cho dù ông có là một ứng cử viên duy nhất còn lại trong đảng Cộng Hòa, và qua đó sẽ tiên đoán về cái kết quả cho cuộc bầu cử chính thức đối đầu với Tổng thống Joe Biden của phe Dân Chủ vào ngày 5 tháng 11 sắp đến. Nói nào ngay, 5 cái tiểu bang vừa mới bỏ phiếu trong ngày thứ ba vừa qua cũng gom lại tổng cộng đến 83 phiếu trong tổng số 270 phiếu cử tri đoàn cần thiết để mà đắc cử tổng thống. Và những cái kết quả thu lượm được cũng giúp chúng ta thấy được phần nào cái sự chọn lựa của cử tri. Và cái kết quả đó cho thấy là những cái lời cảnh báo đáng ngại cho Trump đưa ra từ nhiều chuyên gia trong thời gian gần đây là cái điều càng ngày càng được chứng minh. Bởi vì Trump là người duy nhất về đầu tại 5 tiểu bang, nhưng mà sự ủng hộ của cử tri bảo thủ nó không có còn mạnh mẽ nữa như là trước đây. Bởi vì ngay cả khi bà Nikki Haley là người đã tuyên bố bỏ cuộc, mà bà cũng giành được cái sự ủng hộ của cử tri Cộng Hòa tại 5 cái tiểu bang này với cái tỷ lệ là từ 13% cho đến 20%. Và ngay cả Ron DeSantis, thống đốc Florida và là cái người bỏ cuộc ngay sau cái kết quả thảm bại ở vòng bầu cử sơ bộ đầu tiên tại tiểu bang Iowa, nhưng mà đến giờ này, trong kỳ bầu cử 5 tiểu bang vừa qua đó, cũng thu hút được một số cử tri ủng hộ.
Và riêng tại tiểu bang Kansas, với cái thành tích là một tiểu bang rất bảo thủ, thì cũng có đến hơn 5% cử tri bỏ phiếu để lựa chọn, nói rằng không thèm lựa chọn bất cứ một người nào trong cái danh sách này. Ngay cả tại tiểu bang Ohio, là nơi có thêm một cái cuộc bầu cử sơ bộ đáng chú ý để mà lựa chọn chức vụ nghị sĩ liên bang, thì một ứng viên được ông Trump ủng hộ là Moreno đã về đầu, và điều này được xem như là một chiến thắng cho Trump trong nội bộ của đảng Cộng Hòa. Nhưng mà ở đây Donald Trump cũng chưa được đạt được 80% cử tri Cộng Hòa ủng hộ. Và một chi tiết đáng chú ý là đài truyền hình NBC News đã thực hiện một cuộc thăm dò với những cái cử tri khi mà vừa mới bỏ phiếu xong. Và cái kết quả cho thấy là trong cái khối cử tri này được xem như là rất trung thành với đảng Cộng Hòa, thì cũng có đến 11% nói là họ sẽ bỏ phiếu cho Tổng thống Joe Biden trong kỳ bầu cử tháng 11. Và có đến 8% nói là họ không bỏ phiếu cho Trump, cũng như là không bỏ phiếu cho Biden. Ngoài cái kết quả bất lợi về số phiếu bị mất mát kể trên, Donald Trump còn gặp thêm nhiều khó khăn về mặt tài chính. Nhà báo Brian Schwartz, trong một bài tường thuật trên diễn đàn CNBC, nói rằng trong khi Trump đã có những cái lời lẽ xua đuổi những cử tri trung thành với bà Haley, thì phía vận động cho Tổng thống Joe Biden đang tìm cách lấy lòng cái khối cử tri này cùng với những nhà tài trợ cho bà Haley để giúp cho Tổng thống Biden có thể đánh bại Donald Trump. Bài báo cho biết là đã có ít nhất gần một chục những nhà tổ chức gây quỹ cho bà Haley đã quyết định là sẽ giúp gây quỹ cho ông Joe Biden. Ngoài cái chuyện mất đi một số lượng những người ủng hộ bà Haley đang tiến dần về phía Tổng thống Biden, thì ban vận động tranh cử cho Trump còn đang phải đối diện với cái tình trạng thiếu hụt eo hẹp về tài chính. Thứ nhất là cái con số những người ủng hộ tiền bạc ở cái mức thấp, tức là những người gửi cái số tiền dưới 200 Mỹ Kim, thì giờ đây họ cũng không còn nhiều và hăng hái gửi tiền về như trước nữa. Có thể là do cái tình trạng là họ đã quá mỏi mệt sau 9 năm trời tiếp tục ủng hộ cho Trump với những cái chiêu trò và mánh khóe của Trump kêu gọi cử tri trung thành này hãy gửi về mỗi khi mà Trump gặp khó khăn. Nhưng mà nói chung, sức người cũng có hạn, và không phải những người này tiếp tục ngu mãi để mà bị dụ dỗ. Trong lúc đó, những người gọi là đại gia, tức là những người triệu phú, tỷ phú, cũng ngần ngại mở hầu bao một cách rộng rãi như là trước đây. Một phần vì họ lo ngại rằng tất cả cái số tiền này sẽ không được dùng để yểm trợ cho đông đảo những chính khách của phe Cộng Hòa, mà có thể nó sẽ được dùng để trả chi phí luật sư quá tốn kém cho Trump. Nhất là sau khi những kẻ nô tài thân cận như là cô con dâu Lara Trump đã nhảy vào để mà nắm giữ cái chức vụ đồng chủ tịch của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng Hòa. Vào ngày 14 tháng 3 vừa qua, thì ban vận động cho Trump đã tổ chức một cái ủy ban mới nhằm gây quỹ, phối hợp nhiều cái thành phần và tổ chức lấy cái tên là Trump 47 Committee, chúng ta tạm dịch là Ủy ban Trump 47. Mục đích của cái ủy ban này là sẽ phân chia cái số tiền quyên góp được cho các chi bộ đảng Cộng Hòa ở từng tiểu bang, rồi đến Trung ương đảng Cộng Hòa, cũng như là cho cái ủy ban hành động chính trị có tên là Save America của Trump, vốn đã lập ra sau khi mà ông ta thất cử vào cuối năm 2020. Chính cái ủy ban Save America này đó đã phải chi ra khoảng 23 triệu Mỹ Kim để mà trang trải cái chi phí pháp lý cho Trump trong 6 tháng sau cùng của năm 2023 vừa qua.
Nếu như là cái việc vận động tranh cử tổng thống nó phải rất là tốn kém, thì những cái hành động phạm pháp của Trump cũng khiến ông ta phải trả một cái giá khá đắt. Trump tiếp tục nghĩa là than trời trách đất về cái phán quyết đòi ông ta phải ứng ra một cái số tiền rất lớn để mà đóng tiền thế chân nhằm kháng cáo cái phán quyết của thẩm phán Engoron, buộc ông ta phải trả số tiền tổng cộng là 464 triệu Mỹ Kim tại New York về cái tội gian dối trong cái hồ sơ khai báo về tài chính trong hơn 10 năm dài. Trên cái trang mạng thông tin Truth Social của mình, thì Trump đã phải viết một cái hàng dài than thở hết sức là thê thảm như là sau: tôi sẽ bị buộc phải cầm cố hoặc là bán đi những cái tài sản quý giá, có thể phải bán với cái giá nghĩa là rẻ mạt, gọi là fire sale. Rồi nếu như mà sau này mà tôi có thắng cái vụ kháng cáo này đó, thì những cái tài sản này đó cũng có thể đã bị biến mất rồi. Thì điều này có hợp lý hay không? Đây đúng là một cái cuộc săn lùng phù thủy, một cái cuộc xen lấn vào cái chuyện bầu cử. Đó là nội dung Trump bắn trên trang Truth Social. Trong một bài viết trên cơ quan thông tấn AP, tổng hợp của ba nhà báo Lisa Mascaro, Marie Claire Jalonick và Jill Colvin, thì nội dung cho biết là Donald Trump đang đặt cái vụ bạo loạn tấn công Điện Capitol vào ngày 6 tháng Giêng năm 2021 như là cái trọng điểm của cái chiến dịch vận động tranh cử lần này. Và Trump tìm cách viết lại cái lịch sử về một cái sự kiện tồi tệ đã khiến cho 5 người bị thiệt mạng và cái uy tín của Hoa Kỳ bị tụt dốc trên trường thế giới. Trump đã gọi những kẻ tham dự cái cuộc biến loạn này, trong đó có hơn 1.200 người đã bị truy tố, hình sự và lãnh án tù. Trump gọi đó là những kẻ ái quốc hăng say không thể tưởng tượng được, mà ông ta sẽ ban lệnh ân xá một khi lên nắm quyền tổng thống trở lại. Và những kẻ mà được Trump lựa chọn để nắm quyền điều hành Trung ương Đảng Cộng hòa sau khi đã đuổi việc khoảng 60 người cũ để mà củng cố lại cái chủ thuyết cho rằng cuộc bầu cử năm 2020 có gian lận và rằng Joe Biden đã đánh cắp cái lá phiếu để mà đắc cử. Trump đang được sự tiếp tay của một bầy những cái gia nô trung thành với mình tại Quốc hội Hoa Kỳ, là những tay dân biểu nghị sĩ Cộng hòa MAGA, đang tìm cách viết lại lịch sử về một cái ngày đau buồn của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ để tìm cách ngụy biện rằng Trump và những kẻ gây biến loạn theo lệnh của ông ta là những người đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy bức về mặt chính trị. Những kẻ này đang tấn công vào những cái lời công khai trước đây của những nhân chứng như là cô Cassidy Hutchinson, cựu thư ký của Mark Meadows, trong lúc ông này đảm nhiệm cái chức vụ chánh văn phòng tòa Bạch Ốc, có cái quyền hành tương đương như là một bộ trưởng phủ tổng thống. Khi mà cô này ra khai trước cái ủy ban chọn lọc của Hạ viện vào năm 2021 về những gì mà cô đã chứng kiến trong hậu trường chính trị. Nhưng mà cái bọn dân cử MAGA Cộng hòa tại Quốc hội đó thì đang tìm cách chụp mũ rằng cô Hutchinson đã nói dối, trong khi đó cô là người đã phải giơ tay tuyên thệ phải khai đúng sự thật. Còn cái bọn đó thì tha hồ phun ra những cái cáo giác ngược lại trên những cái diễn đàn truyền thông cùng phe với bọn chúng, mà chúng cũng không cần phải giơ tay tuyên thệ nói đúng sự thật. Và Trump cũng đã tấn công bà Liz Cheney, cựu dân biểu Cộng hòa tại tiểu bang Wyoming, là cái người đã đảm nhiệm cái vai trò là phó chủ tịch ủy ban chọn lọc của Hạ viện điều tra cái vụ biến loạn ngày 6 tháng Giêng năm 2021. Và Trump còn đưa ra cái lời kích động rằng Liz Cheney phải ngồi tù
cùng với lại cả cái bọn trong cái ủy ban không hề được chọn lọc này. Đó là nguyên văn của Trump. Trump đã kích động cái đám đông những cái cử tri nhẹ dạ và thiếu hiểu biết đang bị mê hoặc bởi những cái lời dụ dỗ của một lãnh tụ mà họ tôn sùng như là thiên sứ, bằng cách là cho nghe một cái đoạn nhạc được thu sẵn của những cái kẻ bị nhốt trong nhà tù về cái tội biến loạn, thì bọn chúng đang đồng ca những cái lời của bản quốc ca Hoa Kỳ với cái lời chú thích rằng tác giả của nó là Donald Trump và ban hợp ca nhà tù J6. Nhưng mà khó ai phủ nhận một cái sự thật phũ phàng là có đến hơn 1.200 tên khờ dại nghe theo lời của Trump để xông vào tòa nhà quốc hội ngày hôm đó, đó. Họ đã phải trả giá quá đắt cho cái đời sống và cái sự nghiệp của mình. Cho nên nhiều chuyên gia cho rằng cho dù lần này Trump có kích động đến mấy đi chăng nữa, sau khi mà thất cử vào cuối năm nay thì sẽ không còn có nhiều người ngu dại để mà đi xuống đường tiếp tục bạo loạn và ủng hộ điên cuồng cho Trump nữa. Trump cũng đang phải đối mặt với cái sự chú ý của mọi người về những cái hành động sai trái trong quá khứ. Giữa lúc cái vụ án xét xử về tội vi phạm luật lệ bầu cử khi cạo sửa hồ sơ, dùng tiền để bịt miệng cô đào phim khiêu dâm Stormy Daniels đang sắp sửa diễn ra tại quận Manhattan ở New York, thì Trump và các luật sư biện hộ đang tìm cách xin tòa ngưng không cho một cựu phụ tá trung thành là luật sư Michael Cohen được làm nhân chứng ra khai trước tòa. Và cô Stormy Daniels cùng với một người nữa là cô Karen Dugan, là người mẫu khỏa thân, cũng bị phía Trump tìm cách ngăn không cho ra làm nhân chứng tại tòa, vì cả ba người này đều khai rằng Trump đã tìm cách chi tiền để mà bịt miệng họ nhằm che đậy không cho cử tri Mỹ biết cái chuyện là Trump đã chơi gái, nghĩa là trụy lạc như thế nào trước khi mà nhảy ra tranh cử vào năm 2016. Nhưng mà rất tiếc là thẩm phán Juan Merchan đã từ chối những cái thỉnh nguyện từ phía các luật sư đại diện cho Trump. Và sau cùng, còn có thêm một sự kiện bất ngờ khác vừa mới xảy ra và cũng gây bất lợi nhiều cho Trump và nhóm Cộng hòa MAGA. Đó là chuyện Ủy ban Giám sát tại Hạ viện sẽ mở một phiên điều trần mới trong cái gọi là mưu toan muốn đàn hạc luận tội để bãi nhiệm Tổng thống Joe Biden. Dù rằng tất cả những chuyên gia đều nói rằng phe Cộng hòa cho đến nay vẫn không đưa ra được một cái bằng chứng cụ thể nào. Chưa nói đến việc nhiều nhân chứng mà phe Cộng hòa đã khoe khoang trước đây đều đã trở thành những cái nhân chứng nói dối, bị cáo buộc nhiều cái tội danh hình sự và là những tay tiếp xúc với các bọn gián điệp của Nga hoặc là của tàu cộng. Nhưng mà lần này đã có một cái diễn biến mới lạ và bất ngờ khi mà các dân biểu phe Dân Chủ trong cái Ủy ban Giám sát đã cho mời ông Lev Parnas làm nhân chứng cho họ. Đây là một tay vận động hậu trường người gốc Ukraine, từng hợp tác làm ăn với lại Rudy Giuliani khi tên này là luật sư đại diện cho Trump trong cái âm mưu cố moi móc những cái điều gì có thể coi như là bất lợi cho ông Joe Biden để mà Trump có thể khai thác và tấn công trong cái kỳ bầu cử năm 2020. Thế rồi sau đó cái chuyện này nó trở thành một cái vụ tai tiếng khiến cho Donald Trump phải bị đàn hạc luận tội để bãi nhiệm lần đầu vào năm 2019. Lev Parnas sau đó cũng đã bị truy tố hình sự và bị kết tội vào năm 2022 với nhiều tội danh như là chuyển tiền phi pháp, khai gian và vi phạm luật lệ về yểm trợ tài chính trong bầu cử qua cái việc mà y đã chuyển tiền phi pháp
nếu những ban vận động tranh cử cho Trump và nhiều chính khách của đảng Cộng Hòa. Sau đó, Parnas cũng đã ly khai với lại Giuliani sau khi chịu, nghĩa là cung khai sự thật với các công tố viên để có thể được hưởng án giảm tội. Do đó, lần này, Parnas sẽ không ngần ngại kể thêm những cái bí mật trong hậu trường mà nhiều phần là Trump không muốn nhiều cử tri Hoa Kỳ biết được cái sự thật. Dân biểu liên bang Jamie Raskin, lãnh tụ của phe Dân Chủ trong cái ủy ban giám sát, đã nói với các phóng viên như thế này: Les Parnas có thể sẽ lật tẩy tất cả những cái lời cáo giác dối trá từ cái cốt lõi của cái gọi là điều tra để luận tội đòi bãi nhiệm này, và xuyên qua đó có thể giúp cho mọi người thấy rõ hơn vì sao mà cái đảng Cộng Hòa ngày nay đã tự hạ thấp phẩm giá của mình một cách tê chề như vậy. Lời nhận định vừa rồi của dân biểu Jamie Raskin về cái chuyện lật tẩy những cái việc làm tồi tệ của các dân cử và chính khách Cộng Hòa MAGA tại Hạ viện Hoa Kỳ coi như đã tạm kết thúc chương trình phân tích thời sự hôm nay. Một lần nữa, xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý khán thính giả khắp nơi. Xin kính chào và hẹn tái ngộ trong chương trình kỳ tới.